Xin chào anh em nhé. Anh em đang thích dòng loa khủng, dòng loa kiểm âm của Yamaha càng về được hai đôi. Dòng này nặng, nặng lắm anh em. Với cái dòng Yamaha nó làm thùng, nó to, nó dày nên là nặng. Dòng loa kiểm âm này, củ loa nó là củ xương đúc NS700X monitor. Dòng loa bát to anh em nha. Loa thiết kế đẹp, ở giữa cân đối vì được hai đôi bao zin đét luôn anh em nha, bao zin đét luôn. Những dòng loa gấu này gần như là không bao giờ nó hỏng. Những dòng điện tôn ở những dòng Yamaha thì nói chung ấy là ở bên Nhật người ta dùng về như nào thì về còn như vậy. Nghĩa là trong nội thất không phải động chạm một cái gì, củ loa nên không phải động chạm gì, bởi vì những dòng loa này nó chịu đòn tốt, không hỏng được. Hai đôi đẹp, dòng loa kiểm âm danh tiếng rồi. Dòng này thì nó chơi, nhìn thì các bác đã biết là nó sẽ đánh được nhạc mạnh, đánh nhạc mạnh hay. Ngoài việc chơi nhạc vàng, nhạc bolero, nhạc liên khúc, hai đôi này thì nó cao tầm khoảng 68 thì đấy, bề ngang tầm 38, bề sâu tầm 32-33. NS700X monitor, tất nhiên là loa to về nó sẽ có xước sát, móp méo góc cạnh không tránh khỏi đâu nha, bởi vì quá trình vận chuyển nó, loa nó to nó nặng thì nó sẽ dính vào đập. Loa mid dom, chép dom, màng carbon, gân vải. Gân vải thì chỉ có cái dòng của bọn dòng của Diatom thì nó mới cứng gân nhá, còn các dòng còn lại thì gân đều dùng rất tốt đấy. Thì những đôi loa này gân vẫn mềm mại rất tốt. NS700 dòng loa kiểm âm. Anh em nào có nhu cầu mà gần, có thể mà thích dòng loa này có thể qua xem cửa hàng test nhạc. Thì chơi những cái dòng này thì anh em chơi những con âm đi nó cũng phải khá một chút, công suất khỏe thì nó mới ra chất được của loa. Chẳng hạn anh em ghép với những dòng âm đi đề đông 1500, rồi đề đông 940, đề đông 2000, hoặc những con Sansui 707, 907, hoặc những con Onkyo 722, 733, dòng xò sắt, hoặc những con âm đi xò than khỏe. Đấy, hoặc những con peeler công suất lớn. Nói chung là mỗi món hàng thì nó đều có những cái thuốc trị của nó. Những đôi loa này thì những năm trước thì nó sẽ giá rất đắt, nhưng hiện tại thì nó cũng có giá rất tốt. Anh em nào có nhu cầu có thể đến xem hoặc liên hệ, bởi vì đây là những dòng loa mà nó gần như là dòng loa có tên có tuổi nhất của dòng Yamaha. Nó gần như là dòng nổi tiếng nhất, gần như ở trong cái top của những đôi loa nổi tiếng nhất của hãng, chứ không phải cái dòng loa rẻ tiền của hãng. Nắp che căng hết là đẹp hết nhá. Hai đôi